Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Tranh Gỗ Bùi Gia. Và trong cái 13 cái bước làm việc của chúng tôi thì có cái khâu đục chạm là một trong những khâu vô cùng quan trọng. Và trong cái khâu đục chạm đó lại tiếp tục chia nhỏ ra là có những cái đục phá, đục nét, đục tỉa. Thế thì Nhân có cái tác phẩm Hoa Đà Nạo Xương Cho Quan Vũ. Tôi muốn giới thiệu tới quý vị một cái khâu đục chạm nó vô cùng quan trọng. Và cái khâu đục chạm này có thể nó quyết định được cái việc sản phẩm này có đạt được cái độ tinh tế hay không. Và đây cũng là một trong những cái điểm mấu chốt để quý vị nếu như mà chơi tranh hoặc đi tìm tranh gỗ, nó sẽ đánh giá được cái tay nghề của người thợ và đánh giá được cái nhân sinh quan, cái kỹ thuật mà người thợ làm có tốt hay không. Thì cái kỹ thuật này chúng tôi gọi đó là đục mà như không đục. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là cái tranh gỗ muốn làm đẹp được thì phải đục, bởi vì nó là tranh gỗ thủ công. Thế nhưng ngược trở lại là làm thế nào để cái nháp đục của chúng ta tác động vào mà nó không để lại dấu vết, giống như kiểu gọi là đến không có tiếng và đi không có dấu ấy. Đấy, thì cái việc gọi là đục mà như không đục nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác, đó là cái tác phẩm nó rất là có hồn và rất là bay. Thế thì trên tác phẩm này bây giờ tôi sẽ phân tích với quý vị là tại sao lại là đục mà như không đục và nó sẽ là chỉ cho chúng ta thấy điều gì. Đây là một cái bức tranh tổng thể của cái bức tranh Hoa Đà Nạo Xương. Tôi sẽ đi sâu vào từng cái chi tiết của bức tranh như sau. Cái phần bình phong ở trên cái bức tranh này quý vị này. Và khi mà chụp gần lại thì trong cái quá trình đục chạm để có một hai cái chi tiết, ví dụ như cái phần mây này là quý vị đang nhìn thấy đó là có những cái nhát đục ở đây đúng không ạ? Đấy, nó có nhát đục rồi. Thế thì trên bức tranh này là nó đang có những cái vết chặt của cái phần mây xuống dưới nền, nhưng mà nó lại tạo ra cái vết chặt để còn lại. Đó, rồi sâu hơn nữa ở phía phần trên cũng có những cái nhát đục. Đó, đây ví dụ là có những cái nhát đục kiểu như này. Đó, đây gọi là để lại nhát đục. Đó, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái chỗ phần này là đang không có nhát đục mà. Thì chúng ta nhìn thấy đó là khi mà không có nhát đục để lại như này, chúng ta nhìn thấy cái sự tự nhiên, nhìn thấy cái sự tinh tế và nhìn thấy cái độ uyển chuyển. Nó không có dấu vết và nó không có cái sự đứt quãng ở đấy. Nó không tự nhiên có một cái dấu nó hằn lên trên cái mặt gỗ. Đó, rồi ví dụ như là ở cái góc độ mà nhìn người của Quan Vũ và Hoa Đà đây chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy là đây chính là đục không có vết này. Đấy, thể hiện cái cơ bắp của Quan Vũ này. Đây là đục không có vết này. Đục mà như không đục. Thì khi mà đục mà như không đục thì chúng ta nhìn thấy là người của Quan Vũ nó ra một cái khối ngực rất là khỏe. Đó. Nếu như trường hợp mà ở đây mà chúng tôi đục mà lại để lại vài cái nhát đục nó sâu giống như là mấy cái mây kia thì quý vị sẽ nhìn thấy đó là nó mang một cái tính chất nó còn bị gợn ở đây. Giống như kiểu là cái phần phần mây ở đây, nó có một cái nhát đục ở đây. Nhưng ở trên cái chỗ quần áo này nó đang không có nhát đục này. Thì đây được gọi là đục mà như không đục. Nhưng mà đục mà để lại vết như này thì là không ăn thua. Những cái này là những cái là sau khi mà hoàn thiện thì chúng tôi sẽ phải chỉnh sửa lại tất cả những cái phần nào mà có vết mà để lại trên cái mặt gỗ. Rồi ví dụ như ở đây là cái nhân vật Mã Lương ngồi đánh cờ với Quan Vũ chẳng hạn. Chúng ta nhìn thấy là ở cái phần mây là có nhiều những cái nhát đục còn ăn xuống dưới cái mặt nền. Thế nhưng mà ở những cái phần nhân vật này, quần áo, tóc, tai, mắt, đầu, mũ, nó không để lại cái nhát đục. Thành ra là chúng ta nhìn thấy đó là nhân vật nó có cái độ uyển chuyển và nó có cái thần thái riêng. Thành ra là cái việc mà nếu như mà chúng ta không lưu ý, những người thợ mà không lưu ý thì tự nhiên sẽ làm cho cái giá trị của sản phẩm nó bị thấp xuống. Thế còn những cái khách hàng nếu như không để ý hoặc là không biết được cái chi tiết này thì đôi khi mình đi mua tranh hoặc là mình đi thẩm tranh cũng sẽ không thể nào mà thẩm được một bức tranh nó đẹp và nó mang cái giá trị cũng như là có cái sự khác biệt ở trên cái tác phẩm. Ở cái phần mây này quý vị nhìn thấy là mây chặt hơi mạnh, nó ăn xuống dưới nền. Thế thì sau đó là chúng tôi phải làm thế nào để cho nó hết những cái nhát đục này để nó tạo ra cái hiệu ứng gọi là đục nhưng phải là như không đục. Mình bắt buộc phải cầm cây đục để tạc ra mây, tạc ra người, tạc ra mắt, tạc ra mũi. Nhưng nếu như còn để lại cái nhát đục như này thì không đẹp. Chẳng hạn như ở trên cái rèm này, quý vị nhìn thấy là cái rèm này chính là đục mà như không đục. Đấy, ở những cái vết gấp của cái rèm chúng ta nhìn thấy đó là tuy gấp lên nhau nhưng mà nó không có cái nhát đục còn để lại. Các cái rãnh của cái rèm đây chúng ta nhìn thấy khi mà zoom vào sát tận nơi như này cũng không nhìn thấy cái nhát đục ở đây. Các cái phần ghép từ trên xuống dưới đều không để lại cái nhát đục. Thì đây là một trong những cái kỹ thuật rất khó
và đòi hỏi cái sự tỉ mỉ và cái lưu tâm của người thợ khi mà đục cái nét đục lên trên mặt gỗ. Chứ nếu không thì cùng công đó, cùng cái cách làm đó, cùng con người đó, nhưng chỉ cần không lưu ý tạo ra một cái nét đục ở trên cái tổng thể như này thì quý vị sẽ nhìn thấy là nó giảm đi giá trị rất nhiều, đúng không? Và khi chúng ta đã biết được đến những cái kỹ thuật như này rồi, chúng ta sẽ tự nhiên cảm thấy là những cái tranh mà nó làm bị ở một cái lỗi nhỏ như vậy thôi, mình cũng đã cảm thấy là nó không còn sướng nữa rồi. Đó, rồi trên nhân vật của Quan Hưng, chúng ta cũng nhìn thấy là ví dụ như là cái phần cổ tiếp giáp với phần đầu là không có cái phần nhát đục này. Đấy, phần tay này, cầm ấn là không có nhát đục này. Đấy, cái này là cái rất đáng tuyên dương ở chỗ đấy. Cái gì được thì mình bảo được. Ở đây tất nhiên là còn đang trong cái quá trình đục phá thô rồi sau đó là đi vào hoàn thiện. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy đây là cái nét phá thô thôi, không phải là bị ăn xuống nền. Khi mà hoàn thiện thì các bạn sẽ vét cái phần này cho nó nhẵn, nó mịn lại là ok, không vấn đề gì cả. Nhất là những cái phần quần áo đây, quý vị nhìn thấy là không còn nhát đục, nó bị ăn hẳn xuống dưới nền. Rồi những cái bộ giáp cũng thế, không có cái nhát đục. Phần giáp không có nhát đục. Đây chúng ta sẽ xem đến cái phần giáp này. Khi zoom cái phần giáp nhiều như này, nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy đó là những cái đường giáp chữ T này. Đấy, tuy đấu giáp vào nhau ở 1, 2, 3, 4 góc cạnh, nhưng mà không có một cái góc nào nó tạo ra cái nhát đục ăn hẳn xuống dưới nền giống như là cái mây vừa nãy. Thì điều đó nó quý vị nhìn thấy cái phần này nhìn nó tinh tế hơn chưa ạ? Nhìn nó tỉ mỉ hơn, nhìn nó đẹp mắt hơn. Và nó cũng dịu mắt hơn. Thế còn ở đây mà chỉ cần có một hai cái nhát đục và tự nhiên chúng ta cảm thấy là nó còn một cái điều gì đó, nó còn gợn ở trên cái sản phẩm. Đấy chính là cái sự khác biệt khi mà một người thợ làm tỉ mỉ cộng với việc là người thợ có cái kinh nghiệm, có cái kỹ thuật để làm lên trên cái tác phẩm, nó khác nhau ở điều đó thôi. Đó, và chúng ta nhìn thấy một cái sản phẩm của Trung Quốc đây, một cái bông hoa sen mà người thợ Trung Quốc làm đó, đạt được đến mức gọi là tuyệt đỉnh, tả được cả sắc, cả hương, cả mùi, cả vị, cả cái thanh của cái sản phẩm đó nữa. Thì đây chính là bông hoa sen mà đáp ứng được rất nhiều tiêu chí. Giả sử như bông hoa sen này mà chúng ta nhìn thấy còn một cái nhát đục giống như ở trên cái đám mây vừa nãy thì quý vị sẽ cảm thấy như nào? Chắc chắn là sẽ không thể nào mà ưng ý cũng như là thỏa mãn cái con mắt của mình, đúng không? Nhưng ở cái bức tranh này chúng ta nhìn thấy nó đạt được đến mức gọi là sống động. Chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải lưu ý và trang bị thêm kiến thức. Bức tranh hoa sen này cũng như vậy. Tuy các đường nét chi tiết đan xen chồng chéo lên nhau và cái phần chữ này ăn chặt xuống dưới nền như này, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy là có những cái vết chặt nó bị ăn xuống dưới nền. Đó là một trong những cái kỹ thuật rất khó. Cái phần là vừa làm sao phải đục cho nó mạnh để nó tan được ra cái khối, nhưng ngược trở lại là làm nào để cái nhát đục đó nó không bị ăn xuống dưới nền, nó không còn để lại cái nhát đục ở trên cái bức tranh. Đó là một trong những việc mà rất khó để có thể làm được. Và qua một vài phút nói chuyện vừa rồi, tôi mong muốn truyền tải tới quý vị một cái thông điệp ở khi xem tranh hoặc là khi quý vị đi chọn tranh, cần phải chọn được những bức tranh đục mà như không đục. Đó mới là khó và đó mới là sự tinh tế. Và qua clip này thì chắc chắn quý vị đã hình dung ra hơn một bức tranh có giá trị, có thần thái và đắt tiền, nó xứng đáng và đạt được những cái điều gì. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Xin kính chào và hẹn gặp lại.